Người thổi hồn cho gốm, người đam mê sáng tạo và tìm kiếm vẻ đẹp của tự nhiên để đưa vào cuộc sống từ những thân tre tự nhiên. Người đam mê khắc họa, tạo hình trên những thân gỗ mộc, có người lại đam mê trà, ca trù hay guitar. Tất cả đã cùng hội tụ trong một góc nhỏ bình yên tại thị trấn Văn Giang của tỉnh Hưng Yên để cùng kết nối, giao lưu, hòa nhịp đam mê, tạo thành nguồn năng lượng tích cực, giúp cho chính họ và những bạn bè du khách hữu duyên, ghé đến đều có thể tìm thấy được sự bình an. Và cùng nuôi dưỡng, bồi đắp cho nhau những giá trị thiện lành, sống chậm, làm mới tâm hồn mình giữa những bận rộn, lo toan của đời sống thường ngày. Họ là những người con đến từ nhiều huyện khác nhau của tỉnh Hưng Yên, nơi một thời từng được ngợi ca thứ nhất kinh kỳ, thứ nhì phố Hiến. Mỗi người đều có những công việc riêng, nhưng lại gặp nhau ở sự đam mê, với vẻ đẹp mộc mạc, thuận tự nhiên. Những giá trị văn hóa chảy từ truyền thống và nguồn cội. Khi cuộc sống cuốn đi với nhiều tính toan, mệt mỏi, họ đã kết nối với nhau cho những đam mê ấy tụ hội và cùng thưởng thức nguồn năng lượng tích cực, bình an trong một không gian chung có tên là Nhà Vàng, tại thị trấn của huyện Văn Giang. Những đam mê ấy đã cùng hòa nhịp, tạo nên nguồn năng lượng sạch, thiện lành để bồi đắp cho nhau, cùng lan tỏa, giúp nhau sống hướng thượng, hướng thiện giữa cuộc đời. À, đây là tác phẩm Bàn Tay Phật này. Tôi đã rất tâm huyết, là tôi đã làm trong thời gian là 5 tháng. Hôm nay mang đến một vài tác phẩm tiêu biểu tre bonsai. Thời gian gần đây là anh em đam mê theo đuổi và làm ra rất nhiều sản phẩm tre bonsai đẹp. Nó mang ý nghĩa về phong thủy, có sức sống mạnh liệt, gắn liền với cả lịch sử Việt Nam. Những anh em đam mê này thường là những người yêu trà, yêu gỗ và đam mê nghệ thuật. Sản phẩm tre sẽ đến với không chỉ là người Việt Nam mà đến với sản phẩm của thế giới. Đây là tác phẩm Diện Tổ Bồ Đề Đạt Ma, một tác phẩm được chế tác trên gỗ lũa đinh hương, thể hiện cái thần khí tinh tại trong cái giác ngộ của đạo Phật, đó là cái giác ngộ tính không. Lớp lam này là một lớp lam mà được người Trung Quốc nghiên cứu từ cách đây 1.500 năm trước luôn đây, và một trong những dòng lam đầu tiên được thế giới sử dụng. Tôi là người dâu của Hưng Yên. Khi tôi về thì tôi nghe đến cái lịch sử của phố Hiến. Tôi đã đi học về để bảo tồn cái ca trù cho Hưng Yên. Ở tại đây thì nó có rất là nhiều những cái đồ nghệ thuật cũng như là hoài niệm về quá khứ. Mình cảm thấy là một nguồn năng lượng rất là lớn và tích cực hiện tại nơi đây. Mình nghĩ rằng là khi mà tiếp xúc với cả văn hóa và giá trị truyền thống như ca trù và trà thì sẽ làm cho con người ta sống chậm lại để cảm nhận được những giá trị và nét đẹp cuộc sống ở hiện nay. Hạnh phúc không ở đâu xa, mà nó là những cảm giác thân thuộc nhất, những lúc gần anh em bạn bè, những lúc để trao gửi tình cảm qua tiếng đàn guitar, để ngồi quây quần bên nhau, những người yêu nghệ thuật. Một cái không gian mà hội tụ rất là tuyệt vời để mọi người đi về và cũng như là đón nhận sự bình yên này. Vâng ạ, có trà, có sáo, có cây cảnh, có đồ gốm, có rất nhiều đam mê khác nữa. Cuộc sống thì mỗi người đều có những đam mê khác nhau, và nếu như đó là những đam mê hướng thượng, hướng thiện cùng tụ hội lại thì sẽ góp phần lan tỏa những năng lượng tích cực cho cuộc sống cho mỗi người. Chính vì thế, hy vọng rằng mỗi người hãy tự thắp lên, hãy tự góp những đam mê của mình lại để cùng tụ hội, để cùng nuôi dưỡng chính bản thân mình và nuôi dưỡng những người hữu duyên.